Thưa quý vị và các bạn, sau khi tăng giá vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, giá mít Thái tăng giảm thất thường. Có thể nói, giá mít Thái bấp bênh làm cho nhà vườn lo lắng. Theo một số nhà vườn ở xã Mỹ Thành Nam, thì trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, giá mít Thái liên tục biến động. Nếu như cuối năm 2020 và đầu năm 2021, giá mít Thái ở mức từ 25.000 đồng đến 36.000 đồng một ký. Hiện nay, giá mít Thái đang ở mức thấp, dao động từ 9.000 đến khoảng 20.000 đồng một ký. Diện tích thì tôi trồng khoảng 168 gốc mít. Thì đến nay thì nói chung là khoảng 3 năm. Cái giá cả nó cũng không ổn định. Một tháng thì tôi cắt nó khoảng 3 đợt hoặc 2 đợt. Cái điều kiện chăm sóc cây mít phải nói nó rất dễ hơn so với các cây ăn trái khác. Cái diện tích mà cô bác mà tự bọc phát mà lên trồng mít đó, thì nói chung chủ trương nhà nước thì nói chung là khu vực này cũng chưa cho phép. Hiện nay vườn của tôi thì trồng được 700 gốc mít. Giá hiện giờ cái giá thì nó lên xuống bất thường. Cái giá thấp nhất xưa nay đó, hôm nay đó, hôm đầu vụ thì nó có 18.000 mít nhất. Rồi cái này cũng tự mình lên vườn thôi chứ nhà nước thì ông cũng chưa cho ý kiến gì. Trước sự thay đổi liên tục về giá, nhiều nhà vườn đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc trồng mít cũng như trong việc chăm sóc trái để giảm giá thành. Tuy nhiên, về lâu dài, nhiều nhà vườn vẫn mong mỏi sự vào cuộc của các ngành chức năng để giá mít ổn định, nhà vườn an tâm hơn. Thì nói chung là nhà nước làm sao kiếm đầu ra ổn định cho mít, ví dụ như mình chủ động được giá chứ mình không để cho thương lái quyết định. Năm 2020 là lên đất ruộng là lên rất là ồ ạt. Và cây mít này thì nói chung thì cũng khuyến cáo cho nông dân thì nói chung thì giá hiện nay thì nó chưa ổn định bởi vì là cái này cũng phụ thuộc vào cái xuất khẩu của cái tiểu ngạch. Do đó mà nếu mà nhà nước có cái chế biến thu mua là trong nước để mà chế biến ra cái thực phẩm được thì là mới là phát triển bền vững chứ vậy thì nói chung thì cũng dân cũng chưa có an tâm lắm. Người dân thì cũng không nên là lên ồ ạt lắm. Thì thí dụ bây giờ cái diện tích gì cũng phải là thủ cái diện tích là sản xuất lúa. Thí dụ giờ 10 công thì giờ lên là khoảng chừng 5-6 công gì đó thôi để lại sản xuất lúa. Chứ mà thí dụ giờ mình lên là ào ạt vậy đến khi mà nó bất động cái không có còn thu nữa thì coi như mình là gặp là rất là nhiều khó khăn. Tiền Giang là một trong những địa phương có diện tích mít lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng diện tích hơn 6.000 hectare. Mỗi năm Tiền Giang cung cấp cho thị trường khoảng 77.000 tấn. Huyện Cái Bè, Cái Lậy và thị xã Cái Lậy là những huyện có diện tích trồng mít nhiều trên địa bàn tỉnh. Bởi mít là loại cây dễ trồng, công chăm sóc ít, chi phí đầu tư thấp. Tuy nhiên, thị trường mít chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc, dẫn đến nhiều rủi ro khi thị trường biến động.